Dạ mến chào quý cô chú anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh trở lại nhà vườn của anh Thanh Nhã. Giao lưu đến quý cô chú anh chị mình một lô cây kiểng bonsai thành phẩm mới nha. Thì cũng nhiều mặt hàng nha quý cô chú anh chị. Có linh sam, mai chiêu thủy, gừa, si, nguyệt quế. Thì quý cô chú anh chị mình ưng ý chọn cây nào thì liên hệ với anh Nhã ha. Giờ gặp anh Nhã để đo thông số như báo giá cho quý cô chú anh chị mình tham khảo giao lưu ha. Chào anh Nhã. Dạ chào khán giả xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay nhà vườn Thanh Nhã con có một số cây muốn giao lưu đến cô chú anh chị. Để không làm mất thời gian con xin tiến thẳng vào cây số 1 ha cô chú. Cây số 1 của con hôm nay là một cây sợp đọt đỏ ha. Có dáng hình thú rất là dễ thương ha cô chú. Cây thì tàn ấm mịn ha, về mình vô vài cọng dây nữa thì cây rất là đẹp ha. Con xin phép đo một thân của đại diện của nó trước đi ha. Dạ, hoành nhỏ đó là 20. Chiều cao của cây là 57 ha. Dạ, tổng tàn con đo như vậy thì được 58. Con xin phép đo tổng hết con thú ha. Dạ là được 72 ha cô chú. Dạ chậu dài là 53. Xếp luôn cái chậu đó ha. Dạ con xếp nguyên cái combo này luôn cho cô chú anh chị ha. Dạ K1 con xin phép giao lưu giá là 2 triệu ha cô chú. Số điện thoại của con là 0937213459 ha. Con ở Bình Thạnh, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Bao xong vào xếp ha. Dạ. Con xin phép mà cây số 2 ha. Cây số 2 của con là một cây nguyệt quế ha cô chú. Lá sắn bông chùm ha. Cây này về mình về mua cái chậu mình đặt vô là rất là đẹp cây ha cô chú. Con xin phép mà thông số ha. Dạ chiều cao là 43. Dạ tổng tàn con đo gì được 53 ha cô chú. Dạ hoành con đo tại vị trí này là được 17 à. Cái củ nó dưới đây thì được 32 ha cô chú. Cây ở ngoài nhìn rất là duyên cây ha cô chú. Nguyệt quế này nó già lắm rồi. Dạ cây K2 con xin phép giao lưu luôn cái chậu đen này là giá 900 ngàn ha. Con bao chậu bao cái ship toàn quốc ha cô chú. Dạ con xin phép qua cây số 3 cũng là cây nguyệt quế ha. Cũng là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Cây thì tàn ấm ha cô chú. Dạ con xin phép đo thông số ạ. Dạ chiều cao là 33. Tổng tàn con đo như vậy được 52 ha cô chú. Dạ cái này em vô được một nước dây anh. Dạ hoành con đo chỗ cái eo này được là 21 ha cô chú. Dạ xích xuống đây nguyên cái củ này được 32 ạ. Dạ K3 con xin phép giao lưu giá là 1 triệu ha. Con ship nguyên cái chậu đen này cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ con xin phép qua cây ạ. Cây K4 là một cây sam hương dáng bay ha cô chú. Cây này thân co lắc rất là đẹp cây ha. Cái đôn này nó hơi lắc. Dạ chiều cao được là 29. Tổng tàn bay con đo như vậy được 82 ha cô chú. Sam hương thì cái lá nó rất là thơm ha cô chú. Dạ hoành con đo tại vị trí này được là 29 ha. Dạ chậu lọt lòng là 37 ha cô chú. Cây K4 con xin phép giao lưu giá là 3 triệu 9 ha. Con bao chậu bao ship toàn quốc ha. Khi đi con đóng nguyên cái kiện gỗ con giao cho cô chú ha. Dạ con xin phép qua cây K5 ha cô chú. Cũng là một cây sam hương ha. Cây này có dáng đổ rất là đẹp ha. Sửa cái đó lại lắc. Cốt cành thì lớn ha cô chú, tàn thì ấm mịn ha. Dạ chiều cao được 31.
tổng tàn đổ cũng đo gì được 89 nha cô chú. Dạ, cái này thành phẩm nha cô chú. Cái sâm hương mình nuôi mà nước nuôi nó được như vậy thì cũng tầm giá là cỡ 3 4 năm hết cô chú mới được cái dàn xương như vậy ha. Dạ, hoành con đo tại vị trí là được 20 hết cô chú. Dạ, phủ bì chậu là 33 ạ. Cái K5 con xin phép giao lưu giá là 3,6 triệu ha cô chú. Con bao chậu bao ship toàn quốc ha. Con xin nhắc lại số điện thoại của con là 0937 213 459 ha. Con ở Bình Thạnh, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Cô chú anh chị có ưng ngày nào thì xin liên hệ ủng hộ giúp cho con ha. Tiếp tục là cây K6 ha cô chú. Một cây mai chứng thủy trung nu ha. Cây có cái dáng đổ rất là đẹp ha cô chú. Và cây tàn thì khỏi bàn ha, tàn ấm mịn ha. Dạ, chiều cao con đo tại vị trí gì như vậy là được 33 hết cô chú. Dạ, tổng tàn được 72 ạ. À, cây có bộ đế nhìn rất là đẹp cây hết cô chú. Ở đây có mặt cắt nhưng con đã chét keo xử lý hết cô chú, không có mục bọng gì ha. Dạ, hoành con đo tại hai vị trí đi ha cô chú. Tại đây là được 32 ha. Dạ, xích xuống đây chút thì được 47 ạ. À, dạ, dưới đây được 58. Tổng hết là được 77 ha cô chú. Dạ, chậu phủ bì là 35 ha. Dạ, cây K6 con xin phép giao lưu là giá là 4,3 triệu ha. Con bao chậu bao ship toàn quốc ạ. À, mong cô chú anh chị có ưng cây nào thì xin ủng hộ giúp con ha, cho con có động lực săn tìm cây mới, cây khác đẹp hơn để phục vụ cô chú anh chị ha. Dạ, tiếp theo là cây K7 ha cô chú, cũng là mai chứng thủy trung nu ha. Cây có dáng quăng nhăn rất là đẹp ha cô chú. Dạ, chiều cao được 54. Tổng tàn của nó gì được là 54 luôn ha cô chú. Dạ, hoành con đo trên đây được 16 ạ. À, ở dưới đây một chút thì được 28 ha cô chú. Dạ, tổng cái hoành đế thì được 72 ha. Dạ, trồng trong một cái chậu quanh dài là 51 ha cô chú. Dạ, cây K7 con xin phép giao lưu luôn chậu là giá 2,6 triệu ha cô chú. Cô chú anh chị nào không lấy chậu thì con xin bớt tiền lại ha. Dạ, con xin qua cây ạ. À, tiếp tục là một cây K8 ha cô chú. Một cây linh sam dáng đổ ha, cây rất là già cây ha cô chú. Lên da cớm hết rồi ha. Dạ, chiều cao con đo tại vị trí này được 40 ha cô chú. Dạ, tổng cái tàn đổ là được 65. Cây cốt cành bằng ngón tay cái vào cái của con hết hay cô chú. Cây này rất là già cây. Có bộ đế nơm ha. Rất đẹp. Con đo độ sổ của bộ đế là được 36 nha cô chú. Con đo một thân đại diện của nó đi là được 10 cm hết cô chú. Ở đây nó hơi khó đo một chút. Dạ, cái bộ con đo tổng như gì thì được 47 ha cô chú. Dạ, cái linh sa mã K8 này con xin phép giao lưu 3 triệu ha cô chú. Khi đi con xin phép bó bầu ha. Tại thứ nhất đi cái cây đổ này đóng cái kiện thì có cái chậu nó dễ bể lắm ha cô chú. 3 triệu. Con bao ship bao sống toàn quốc, không bao chậu ha cô chú. Dạ, con xin phép qua cây K9. Cũng là một cây linh sam ha. Linh sam này linh sam song hình ha cô chú. Nó có bông màu tím rất là đẹp ha. Cây tàn thì ấm mịn ha cô chú.
Đế thì đều 4 mặt. Dạ chiều cao là 52. Dạ tổng tàng là được 89 hả cô chú? Cây này là sạch kẽ 100% hả cô chú? Dạ hoành của nó tại vị trí này được là 32 ha. Này đế chặt nuôi lại ha. Dạ, cây này đế mình chặt mình nuôi lại ha cô chú. Đế ở đâu thì chậu ở đó ha cô chú, tại con đắp ghiêu thì nó hơi chen chút. Dạ chậu lọt lòng là 40 ha. Cây này có bộ đế rất là đẹp ha cô chú. Có một cái ghẻ thồng nữa. Dạ cây K9 con xin phép Zalo giá là 3,2 triệu ha. Khi đi thì con bó bầu ha. Tại cái chậu này chậu xi măng, nhiều khi đi con sợ bể á, nên mất sức cây, nên cô chú anh chị thông cảm cho con ha. Giá là 3,2 triệu cho cây K9 nè. Dạ tiếp tục là cây K10 ha, một cây linh sam hạt gạo ha cô chú. Cây này mình để bàn uống nước trà hay đặt để ban công rất đẹp ha. Cây này nó thành phẩm mình dành cứ cắt tỉa theo cái form này là mình chơi ha cô chú. Dạ con xin phép vào thông số ha. Dạ chiều cao được 32. Tổng tàng của nó gì được 38 ha cô chú. Dạ cái quần eo trên này được 15 ạ. Tổng hết dưới này được 41 ha cô chú. Chậu là chữ nhật 25 ha. Dạ vuông 25, con xin lỗi. Dạ ca mời cô xin phép giao lưu luôn chậu là giá 1,6 triệu ha cô chú. Con bao chậu bao sống toàn quốc ha. Cô chú anh chị có ưng cây nào xin thương tình liên hệ để ủng hộ giúp cho con ha. Con tiếp tục qua cây K11 ha. Cũng là một cây linh sam hạt gạo ạ. Cây uống cắt tỉa kiểu bánh bánh rất là dễ thương ha cô chú. Dạ chiều cao là 28. Tổng tàng của nó như vậy được 34. Con đo một cái thân đại diện của nó đi ha cô chú. Dạ được 16 ạ. Dạ tổng hết cái hoành được 39 ha cô chú. K11 con xin phép giao lưu giá là 1,4 triệu ha. Con bao chậu bao ship toàn quốc ạ. Số điện thoại của con là 0937213459 ha cô chú. Số đó cũng có để trên tiêu đề ha. Con xin phép qua cây ha. K12 là một cây mai chiến thủy nu gò công ha cô chú. Có dáng bay ha. Cây này sạch kẽm ha cô chú. Chỉ còn một hai cọng thôi à. Dạ chiều cao là được 41. Tổng tàng bay gì được 77 ha cô chú. Cây cốt cành rất là lớn ha. Con đo một thân đại diện ở trên được 17 ha cô chú. Dạ tổng ở dưới đây thì được 27 ạ. Hết cái củ đế của nó, tổng hình đế thì được 51 ha cô chú. Dạ chậu phủ bì là 40. Cây có dáng bay rất là đẹp hả cô chú. Cây K12 con xin phép giao lưu luôn chậu là giá 4,4 triệu hả cô chú. 4,4 triệu ha. Cô chú anh chị nào không có rõ thì con có thể bổ sung thêm hình qua Zalo hả cô chú. Hiện tại con ở Bình Thạnh, Cao Lãnh, Đồng Tháp ha. Tiếp tục là cây K13 hả cô chú. Một cây mai chiến thủy nu da đen ha. Lá lớn. Cây này uống theo dạng cây bài hả cô chú. Cây rất là già cây ha. Dạ chiều cao con đo hạo hạo gì được 55 hả cô chú. Dạ tổng tàng là được 79. Cây ở ngoài nhìn rất là đẹp cây hả cô chú. Cái nước già nó thì mình khỏi bàn ha, nó lên san hô hết trơn.
Nu bồ công mình càng chơi thì nu nó càng nhiều ha cô chú. Cốt cành thì lớn, tàn thì ấm mịn ha. Cái này thì da đen. Cái này là da đen lá lớn ạ. Dạ con xin phép đo hoành ha. Phép đo hai vị trí ha cô chú. Tại đây là được 44 ha. Con đo xích xuống đây thì được 53 ha cô chú. Dạ tổng hoành đế được 85. Dạ chậu là phủ bì 60 ha. Ngang thì 50. Cây nu da đen lá lớn mã số K13 này con xin phép giao lưu giá là 15 triệu ha. Con bao chậu bao ship toàn quốc ha. Khi đi con đóng kiện gỗ giao cho cô chú anh chị cứ yên tâm ha. Cô chú anh chị có người nào xin liên hệ để ủng hộ giúp cho con ha. Dạ tiếp tục con xin qua cây K14 ha, là một cây sam trái ạ. Cây sam trái dáng trực cành phóng rất là đẹp các cô chú. Thân thì co lắc, tàn thì ấm mịn ha cô chú. Dạ chiều cao được 28. Tổng tàn được 41. Dạ hoành con đo ở trên đây đi. Dạ được 13. Tổng đây được 22 hết cô chú. Dạ phủ bì chậu được 25. Cây này cái nhỏ nhưng rất là già cây hết cô chú. Cây này đáng để sưu tập cho bộ sưu tập của mình hết cô chú. Dạ cây K14 con xin phép giao lưu giá là 1,6 triệu ha. Con bao chậu bao ship toàn quốc ạ. Dạ tiếp tục con xin qua cây ha, đó là cây K15. Một cây trang sen. Cây này hiện tại đang đâm bông rất là đẹp hết cô chú. Mình mua về sẽ có bông gì sẽ có tài có lộc luôn hết cô chú. Dạ chiều cao là 22. Tổng tàn được 30. Con đo tổng hết đi hết cô chú. Dạ được 41 ạ. Chậu thì vuông 20 21. K15 con xin phép giao lưu luôn chậu là giá 1,3 triệu ha. Con bao chậu bao ship toàn quốc hay cô chú. Cây nhìn ở ngoài nhìn rất là quái cây hay cô chú. Hiện tại cây đang đâm bông rất là đều ạ. Mình mua về là bông nó sẽ nở từ từ, mình chơi rất là đẹp ha. K15 giá 1,3 triệu ha cô chú. Con xin phép qua cây ha. Tiếp tục một cây K16 ha. Một cây lọc gừng ha. Có bộ đế nơm rất là đẹp ha cô chú. Cây này về mới mốt có đâm bông lồng thồng rất là đẹp ha. Bông thì có màu đỏ rất là đẹp, bông chùm ha. Còn chiều cao không đo hảo hảo gì được 96 ạ. À. Tổng tàn con đo được 84. Con đo trên bình cổ đó cho cô chú mình tham khảo để hình dung ra cái cây ha. Dạ là 22. Dạ tổng hết nha, con đo như gì được 101 hả cô chú. Dạ tổng cái hoành đế của nó được 114 ạ. À. Cây K16 ha, con xin phép giao lưu giá 5,5 triệu ha cô chú. Khi đi con xin phép bó bầu ha, tại cái chậu này thứ nhất nó cũ với thứ hai nó bằng xi măng ha, con đi ship đi con sợ nó bể ha. Mong cô chú có ưng thì mua về thay cái chậu mới đẹp hơn giúp cho con ha. Giá là 5,5 triệu không chậu ạ. À. Khi đi con đóng kiện gỗ giao cho cô chú ha. Rồi tiếp tục con xin phép qua cây ha, đó là K17 ha cô chú. Là một cây mai chứng thủy ha. Dạng như cụm gừng trên thân ha cô chú. Này cũng là loại như mai chứng thủy da đen lá lớn ha cô chú. Nu da đen lá lớn á. Dạ chiều cao được 34. Tổng tàn của nó gì được 55 ha cô chú. Cây này về mình phối tiểu cảnh hay là hoặc mình để mình trưng như gì cũng đẹp hả cô chú. Mình thêm vài cái bức tượng nữa ha. Cho con xin phép đo cái một thân đại diện của nó đi ha. Dạ là được 16.
tổng hết như gì là được 59 nha cô chú. Chậu là bề ngang 40, dài 50 hết cô chú. Mà cũng gần máy chiến thủy. K17 con xin phép vô lưu giá là 2 triệu 8 ha. Con bao chậu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi ạ. Cô chú anh chị có ơn cây nào xin liên hệ để ủng hộ giúp cho con ha. Dạ con xin qua cây. Tiếp tục là một cây K18 cũng là một cây mai chiến thủy ha. Da đen lá lớn hết cô chú. Cũng gần trên thân nữa ha. Cây này nguyên cái bể nạc của nó luôn hết cô chú. Nhìn tựa tựa như một con thú rất là đẹp ha. Dạ chiều cao là 39. Tổng tàn của nó gì được 55 hết cô chú. Cho phép con đo tổng cái hoành luôn đi hết cô chú. Dạ được 74 ạ. Con đang trồng trong cái chậu là 55 hết cô chú, dài 55, ngang là 40. Cây K18 con xin phép giao lưu giá là 2 triệu 6 ha cô chú. Khi đi con xin phép bó bầu ha. Tại chậu này chậu xi măng đi nó dễ bể lắm. Cô chú anh chị cứ ưng cây này về mua cái chậu mỏng mỏng một chút mình vô lại nó rất là đẹp ha. Giá là 2 triệu 6 không chậu ạ. Địa chỉ con ở là Bình Thạnh, Cao Lãnh, Đồng Tháp ha cô chú. Tiếp tục là một cây 19 ha cô chú. K19 là một cây gừa. Cây này hơi nặng nên con để ở ngoài cho nó dễ thấy ha cô chú. Một cây gừa bông thành phẩm ha. Sạch kẽ 100% ha cô chú. Hiện tại cây sống khỏe đâm chồi rất là đẹp ha cô chú. Tại cây hơi lớn cô chú anh chị thông cảm thương tình xem giúp cho con ha. Cô chú anh chị nào không nhìn kỹ thì con có thể bổ sung thêm hình qua Zalo hết cô chú. Dạ chiều cao con đo như gì được 86. Dạ tổng cái tàn con đo hạo hạo là được cỡ 1m7 hết cô chú. Con đo nhiều vị trí cho cô chú mình hình dung ha. Dạ ở đây được 43. Dạ trên đây thì được 66 nha cô chú. Dạ xích dưới đây thì được 77 ạ. Tổng hoành đế thì con tính 1m dây ha cô chú. Cây này cốt cành rất là lớn ha cô chú. Gừa bông mà mình nuôi được như vậy là cũng khoảng tầm giá 7-8 năm trời mới được cây như vậy ha cô chú. Nhiều khi trên nữa cô chú ơi. Cây gừa bông nó có mấy mặt cắt này nhưng mà con đã xử lý ha cô chú. Không một bọng gì hết ha. Gừa bông thì nó không có đánh đổi gì ha cô chú. Mình chơi lâu rồi nó sẽ tự kéo của nó ha. Con đo 1-2 cốt cành đại diện cho cô chú mình tham khảo ha. Dạ tại vị trí này được 26. Ở đây được 13 ha cô chú. Dạ cái cành bay được là 23 hết cô chú. Dạ chậu thì phủ bì 70. Cây hơi đắt tiền con quay hơi lâu cho cô chú mình tham khảo ha cô chú. Cô chú có ưng cây nào cây này thì xin liên hệ để ủng hộ giúp cho con ha. Dạ cây K19 này con xin phép giao lưu giá là 16 triệu 500 ha. Khi đi con xin phép bó bầu ha cô chú. Tại cái chậu này ship đi rất là nặng. Còn cô chú anh chị nào ở gần mà muốn lấy chậu thì mình thương lượng ha cô chú. Còn ở xa con xin phép rút chậu để con đóng cái kiện đi cho nó an toàn ạ. Cây K19 là cũng là cây cuối clip của con ha cô chú. Con cũng xin cảm ơn kênh LTK đã giúp cho con ha. Và cũng xin cô chú anh chị đã ủng hộ con những clip vừa qua ha. Cô chú anh chị nào có xem kênh thì xin bấm một like để đăng ký để mình được xem video mới nhất ha cô chú. Dạ con xin cảm ơn nha.